Chưa đâu, chiến này Nguyên sẽ đưa bạn về quê của mình. Ở đó hả, có một trò chơi này mà con nít nào cũng thích hết. Bạn chuẩn bị trả lời nè. Một mình ở dưới đất sâu, hát ca suốt cả, đếm thâu không ngừng. Gặp bạn chưa kịp vui mừng, đã dương càng gánh, để cùng chở nhau. Con gì cái là con gì? Khó quá à, không có chịu đâu. Chơi gì mà chơi đố ở dưới đất á. Thôi bây giờ Ngọc Ngân có giỏi hả? Ngọc Ngân giải đáp câu này cho các bạn nghe luôn đi. Được rồi, bạn như bạn cùng nghe nha.